Sống ở đời có 4 việc càng bớt càng nhanh giàu. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Kính thưa quý vị, một triết gia từng nói như thế này: con người sống cả đời bớt quản, bớt nói, bớt nghĩ chính là phúc. Cổ nhân cũng dạy rằng cuộc sống mệt mỏi hay hạnh phúc là do bản thân mình quyết định. Để tâm rộng mở, xem nhẹ, bớt truy cầu, trầm tĩnh, buông lòng mình đúng lúc, chúng ta sẽ loại bỏ được áp lực đè nặng lên mình. Cuộc sống viên mãn thật đơn giản, không phải vì có được nhiều thứ mà biết cách bớt đi những thứ không cần thiết. Cuộc sống càng phức tạp, càng nhiều muộn phiền, bớt những điều không cần thiết, an vui mới gõ cửa nhà bạn. Sau đây là 4 việc ở đời càng bớt được thì vận may càng đến, phúc lộc gõ cửa. Mời quý vị cùng theo dõi video sau để biết rõ hơn quý vị nhé. Thứ nhất, bớt so đo tính toán. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta hay so sánh bản thân với người khác và cho rằng người khác luôn hạnh phúc, còn mình thì bất hạnh. Người khác luôn may mắn, còn chính mình luôn gặp điều không may. Kỳ thực, hạnh phúc đơn giản không phải vì có được nhiều thứ mà là bớt so đo. Có một câu chuyện kể như sau. Một ông lão thường ngày hay câu cá ở bến sông. Ông câu được rất nhiều cá, nhưng mỗi khi câu được, ông đều lấy thước ra đo. Điều kỳ lạ là chỉ cần con cá lớn hơn cái thước thì ông liền thả con cá xuống sông. Dân làng thấy lạ liền hỏi, người khác đều muốn câu được cá càng lớn càng tốt, tại sao ông lại thả những con cá lớn đi vậy? Vì chiếc nồi nhà lão chỉ to ngang với chiều dài cái thước mà thôi, nếu cá lớn hơn thì không đựng được, ông lão trả lời. Ở trên đời, nhiều người dễ dàng để cho ham muốn vô độ chiếm hết tâm trí, nhưng cũng có những người chỉ cần đủ, không cần nhiều. Đó chính là thái độ với cuộc sống của ông lão câu cá. Khi biết thỏa mãn thì cuộc sống sẽ luôn thoải mái. Nhiều người thường tính toán chi ly, hơn thiệt từng chút trong cuộc sống. Họ thuộc bảng giá của từng cửa hàng bán lẻ, biết nơi nào bán đồ ăn rẻ nhất, tiệm bánh nào hay giảm giá. Mỗi lần bước ra cửa, họ đều tính toán kỹ lưỡng, tính xem nơi nào giảm giá nhiều hay ít, đến nhà hàng nào sẽ có lợi nhiều hơn. Nhưng những lần tính toán so đo như vậy liệu có mang lại cho họ một bữa ăn vui vẻ thoải mái? Mỗi việc chúng ta đều quá coi trọng thì sẽ dễ bị chìm trong vũng lầy của sự tính toán, khiến bản thân chỉ nhìn thấy chút lợi ích nhỏ trước mắt mà không nhìn xa, nhìn rộng hơn. Cuộc sống luôn ngập trong căng thẳng, muộn phiền, khó có thể hạnh phúc thoải mái. Người không so đo không phải là kiêu ngạo, không chịu nghe lời người khác, mà là do trong lòng đã có chủ kiến của riêng mình. Không so đo không phải là nghèo khổ, không quan tâm, mà là mặc cho người khác tính toán chi ly, trong lòng mình thấy khoáng đạt, thoải mái là đủ rồi. Không so đo không phải là lười biếng, không chí tiến thủ, mà là mặc cho người khác tham lam, tranh lấy, trong lòng mình tự thấy đủ là vui rồi. Cuộc sống hạnh phúc thật đơn giản, không phải vì có được nhiều thứ, mà là hãy bớt so đo hơn. Người không hề so đo tính toán, tâm bình thản an nhiên, sống an nhàn thoải mái. Người thích so đo tính toán, tâm không lúc nào an ổn, thanh thản, thường nhận phải tổn hại cho thân mình. Trong tâm tính toán so đo nhiều bao nhiêu, cuộc sống sẽ mất đi niềm vui và hạnh phúc nhiều bấy nhiêu. Cùng tên lên dây lâu quá, căng rồi sẽ đứt. Con người giữ mãi những mối bận lòng sẽ chẳng bao giờ được sống vui vẻ, bình yên. Thứ hai, bớt tranh luận. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều rắc rối bắt nguồn từ chính thói vạ miệng. Mọi cuộc xung đột đều do ngữ khí và lời nói bất hảo, từ các tâm chỉ trích và thái độ không suy nghĩ cho người khác mà ra. Khi mối quan hệ giữa người với người xảy ra cãi vã, bạn đã bao giờ tự hỏi cãi nhau để được gì? Thật vậy, kết thúc một cuộc cãi vã, thứ hai bên nhận được đều là sự thua cuộc. Cuộc chiến hoàn toàn không có người thắng, chỉ là ai thua thảm hơn mà thôi. Bản chất của cãi vã thực ra là dùng sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân mình. Cuộc đời vốn quá ngắn, việc gì phải tự làm khổ mình như vậy? Con người sống ở đời đừng quá tuyệt tình mà tùy tiện nói lời khó nghe, làm tổn thương người khác. Khi tranh luận, hãy tập trung vào đúng chủ đề cần bàn, nói đúng trọng tâm, đừng để bản thân bị mất kiểm soát. Người xưa có câu họa từ miệng mà ra, lời nói là vũ khí gây sát thương còn kinh khủng hơn cả bom đạn. Vì thế, đừng nói những lời khích bác, phỉ báng người khác tùy tiện. Vì thế, bạn lắng nghe nhiều hơn, quan sát nhiều hơn và bớt đi những lời không cần thiết thì sẽ tránh được những xung đột. Trong mối quan hệ nào cũng vậy, trước khi nói điều gì, chúng ta nên suy nghĩ liệu lời mình nói ra có ích gì không, có nhất thiết phải nói ra không. Đừng chỉ nói cho sướng miệng mà không để ý đến cảm xúc của người khác. Nói lời dễ nghe, biết nói đúng lúc, biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng chính là một điều khẳng định nhân cách của con người. Một người khôn ngoan luôn giữ thái độ khoan dung, độ lượng, bình tĩnh khi giao tiếp. Dù ai đó muốn mượn cớ nổi giận cũng khó. Nên nhớ dùng sự ôn hòa để đối đãi với người đời. Như vậy giải quyết hiểu lầm tốt hơn nhiều so với việc đôi bên gân cổ lên cãi nhau. Nói chuyện là một nghệ thuật mà không phải ai cũng có thể đạt đỉnh cao. Có ý thức chừng mực, cân nhắc những điều nên hay không nên nói ra một cách cẩn thận là điều quan trọng. Đừng nói xấu sau lưng người khác, bởi đó chính là nguồn gốc của những mâu thuẫn rắc rối. Thứ ba, bớt quản chuyện của người khác. Trong cuốn sách Tỉnh Thế Hàng Ngôn có giảng một câu: lời không hợp hãy bớt nói, việc không liên quan hãy bớt quản. Tọc mạch là cái tính khiến nhiều người ghét nhất, nhưng nó lại là bản tính của rất nhiều người. Cách đây một thời gian, bà hàng xóm cạnh nhà tôi đột nhiên phàn nàn: có lòng tốt mà không được đền đáp, đúng là làm ơn mắc oán. Từ nay tôi nhất định sẽ không bao giờ lo nghĩ giúp mấy người nữa. Tôi hỏi bà ấy có chuyện gì thế, bà ấy cảm giảm rằng đi giúp người ta còn bị mắng. Sau đó tôi lập tức hiểu ra, trong xóm tôi, bà hàng xóm này được mệnh danh là người nhiệt tình nhất xóm và cũng là người nhàn nhất xóm. Bà ấy nghỉ hưu lâu rồi, ở nhà có con cháu nuôi dưỡng nên không lo lắng gì về vấn đề tiền bạc hết. Thế nên bà ấy thường hay đi quản chuyện khắp nơi. Thấy hai vợ chồng người ta cãi nhau, bà ấy chạy tới khuyên can. Nghe tin người khác trúng giải đặc biệt, bà ấy cũng tìm tới tận cửa để hỏi thăm. Mà chưa hết đâu, phải nói rằng chuyện gì không có mặt bà ấy thì bà ấy nhất định sẽ tìm cách để biết. Còn chuyện gì đã có mặt bà ấy thì hôm sau nhất định cả xóm đều biết. Quản chuyện mãi rồi thành ra thích soi mói và tự cho mình cái quyền tự do đánh giá về người khác. Con cái nhà người ta không thích ra ngoài chơi mà thích ở nhà học. Qua miệng bà ấy lại thành con bé bị tự kỷ. Người ta quanh năm suốt tháng làm online, buổi tối ra ngoài chơi với bạn hoặc mua chút đồ ăn lại bị bà ấy đồn thành được bao nuôi. Nhà tôi cũng từng trở thành nạn nhân trong cốt truyện bà ấy thêu dệt vài lần. Lần này bà ấy gây một trận lớn với anh trai, chỉ vì lo quản chuyện bao đồng. Anh trai bà ấy tính cho cháu gái căn nhà làm quà cưới, nhưng bà ấy lại khuyên anh trai nên cho cháu trai, cháu gái gả cho người ta rồi thì đâu còn là cháu mình. Nhà văn Pháp Mark Levy từng viết trong cuốn sách Người trộm bóng rằng: bạn không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác, ngay cả khi đó là vì lợi ích của chính họ. Học để bớt quản chuyện người khác, đó cũng là một khóa học bắt buộc trong cuộc đời này. Mỗi người hãy tự quản tốt công việc của bản thân, đừng lo ôm đồm chuyện của người khác. Mọi đau khổ đều bắt nguồn từ việc kỳ vọng quá nhiều. Bạn mong muốn người khác làm theo ý mình, khi họ làm khác đi thì cảm thấy rất khó chịu. Áp đặt ý chí của mình cho người khác sẽ khiến cả bạn và họ đều luôn cảm thấy khó chịu. Dù có là người thân, bạn đời, con cái thì bạn cũng không thể thay người khác quyết định cuộc sống của họ. Trong gia đình, đừng quá can thiệp sâu vào đời sống cá nhân của người khác. Hãy để mỗi người có một khoảng không gian riêng, tự do với cuộc sống của mình. Có như vậy, gia đình mới hòa thuận, yên ấm. Thứ tư, bớt nghĩ. Bệnh từ tâm mà ra là có thật. Cách đây một thời gian, khi đi thăm bệnh một người bạn, tôi nhận thấy vấn đề của cô ấy nằm ở việc cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều. Bạn trai của cô ấy gần đây vì tăng ca kiếm tiền mua nhà nên cuối tuần không về nhà được. Nhưng theo cô ấy nghĩ thì là do anh ta không yêu cô ấy nữa. Thấy cô ấy cứ buồn rầu mãi, tôi đề nghị chở cô ấy đến tận nơi bạn trai cô ấy làm việc để cô ấy kiểm chứng bất ngờ. Cô ấy chần chừ mãi nhưng cũng đồng ý. Đến nơi, bạn trai cô ấy vui mừng khi thấy cô ấy đến thăm, còn tính bỏ ngang công việc đang làm để dẫn cô ấy đi ăn cơm, uống thuốc thêm. Lúc này cô ấy mới ngộ ra là do bản thân tự đem đến cho mình rắc rối. Có đôi lúc, suy nghĩ quá nhiều sẽ chỉ khiến chúng ta tự mang đến phiền phức mà kìm hãm hạnh phúc của chính mình. Trong cuốn sách Điều ước của nhím của nhà văn nổi tiếng người Hà Lan, Nhân vật chính là một chú nhím rất hay suy nghĩ lung tung. Bởi vì mình đầy gai góc nên nó chưa bao giờ có một người bạn thân nào. Một ngày nọ, nhím nghĩ ra một ý, mời hết tất cả động vật đến nhà làm khách. Nó cầm bút viết thư, nhưng vừa viết xong một bức thư lại bất an. Nếu voi đến, nó sẽ đạp gãy cái bàn mất. Nếu con lửng đến, nó chẳng có chủ đề gì để nói. Nếu cá voi đến, không chừng nhà mình sẽ bị phun nước đến chỉ mới thôi. Nghĩ mãi, cảnh tượng hãi hùng khi hơn 30 loài động vật đến thăm lần lượt hiện ra trong đầu nhím. Lúc này sóc gõ cửa nhà nhím, cả hai đã cùng trò chuyện vui vẻ cả buổi chiều. Có thể thấy, rất nhiều người sử dụng trí tưởng tượng mạnh mẽ của mình để tự đánh bại bản thân, chưa gặp sóng gió đã lo sợ hãi rồi. Hãy bớt suy nghĩ lại, suy nghĩ nhiều quá chỉ là đang tự hành hạ mình mà thôi.